Thủ công mỹ nghệ, dệt may, da giày, hàng tiêu dùng là những lĩnh vực được ưu tiên lựa chọn. Nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ điền thông tin đăng ký ngay tại sự kiện với mong muốn sớm tiếp cận được 300 triệu người mua hàng trên khắp thế giới của Amazon. Mình đã mò mẫm tìm gần 2 năm nay rồi, nhưng mà không đưa hàng đi được. Thế bây giờ là mình đến đây người ta mời mình đến, có nghĩa là mình sẽ dẫn mình đi theo con đường người ta. Chi phí vận chuyển từ Việt Nam đi Mỹ cũng rất là cao. Thế nên là khi mà các khách hàng vào Việt Nam vào Mỹ thì lựa chọn những cái hàng hóa là gọn nhẹ để mà có thể không phát sinh những cái phí liên quan vận chuyển. Nếu sản phẩm của doanh nghiệp chưa có hướng dẫn bằng tiếng Anh hay chưa biết marketing như thế nào để thu hút người mua, Amazon cho biết sẽ có hướng dẫn cho doanh nghiệp. Điều quan trọng là hàng hóa phải đảm bảo chất lượng và có chứng nhận xuất xứ đầy đủ. Với hệ thống hoàn thiện đơn hàng, lấy hàng tại kho, đóng và vận chuyển tới tận cửa nhà của khách hàng, các bạn không cần phải có đại diện ở Hoa Kỳ hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Các bạn bán hàng và chúng tôi lo giao hàng. Theo ước tính, khoản đầu tư ban đầu để mở một gian hàng trên Amazon vào khoảng $3,000, bao gồm nhiều chi phí như quản lý, vận chuyển.